Sáng 12 tháng 4, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Khoa học Phát triển Nhân lực Nhân tài tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các hội, đoàn thể, các chuyên gia và các nhà khoa học đã tham dự. Tại hội thảo, đại biểu đã nghe trình bày các tham luận về kinh nghiệm, kết quả trong việc nâng cao nguồn nhân lực khoa học công nghệ tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như tham luận về vai trò và thành tựu của trường Đại học Đà Lạt trong nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại Lâm Đồng và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Hạt nhân về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực công nghệ ở Lâm Đồng. Cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tiễn của nghị quyết Trung ương về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đổi mới nội dung phương pháp đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận trao đổi một số thuận lợi, khó khăn, những vấn đề cần quan tâm trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay cũng như tương lai. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực hạt nhân, lĩnh vực nông dược, v.v. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S cũng nêu lên một số tồn tại hạn chế liên quan đến thực trạng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, số lượng chuyên gia, đầu ngành còn hạn chế. Việc trẻ hóa đội ngũ nghiên cứu khoa học còn chậm, việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao chưa hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S lưu ý, thời gian tới cần phát huy những thành quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, trong đó chú trọng quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đa dạng loại hình, tăng cường quan hệ quốc tế trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tiếp cận công nghệ lõi tiên tiến của thế giới, rút ngắn thời gian nghiên cứu đào tạo. Trong nghiên cứu cần chú trọng khoa học ứng dụng thực tiễn. Sau hội thảo cần tổng hợp các kết quả nghiên cứu cũng như các ý kiến kiến nghị và đề xuất của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học để phục vụ tốt hơn cho việc thực hiện các kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, qua đó đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trước mắt cũng như lâu dài.